Mời mến chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ngọc Mơ Family Cuộc Sống Malaysia. Và hôm nay thì Mơ mời tất cả các bạn hãy cùng Mơ tham quan về một cái con sông ở Melaka nha. Thì con sông Melaka này nó rất là dài các bạn. Và con sông này là sông tự nhiên nha các bạn, chứ không phải là sông nhân tạo nha. Và phía bên dọc hai bờ sông thì nó có những cái quán ăn, những cái quán bar, người ta có rất là nhiều. Sông thì là sông tự nhiên, nhưng mà những cái nhà hàng, quán ăn này kia thì là người ta dựng lên để cho sạch đẹp thôi ha, chứ sông là không phải sông nhân tạo nha. Và con sông này chính vì là tự nhiên cho nên nó rất là mát là một phần nè. Và mới thấy có nhiều người mà có rất là nhiều cá luôn các bạn. Mình đi bộ như vậy mình thấy có rất là nhiều cá luôn á. Và mới đi á, cái giờ này á là tầm 3 giờ chiều. Vì 3 giờ chiều cho nên nắng nó cũng còn rất là nắng gắt và hanh. Cho nên giờ này thì chưa có người ta đi chơi nhiều đâu các bạn. Nè các bạn xem, giờ này người ta mới bắt đầu chuẩn bị dọn bàn ghế ra để mà mở cửa nè. Thì giờ này chưa có nhiều người đâu. Mơ đi giờ này là buổi chiều. Mơ chủ yếu là muốn quay cái con sông này nó dài cỡ nào cho các bạn xem thôi. Và cái con sông này nó tự nhiên cho nên nó có rất là nhiều cá. Mơ thấy có rất là nhiều chim á. Nó từ trên cao nó xạ xuống. Nó bắt cá các bạn à. Nè các bạn xem, đây. Đó. Nè có rất là nhiều con chim, nó to lắm ha. Nó rất là to và nó xà xuống nó bắt cá ở phía dưới sông. Và các bạn xem nhìn nó xung quanh ở phía trên nè, có rất là nhiều cái tác phẩm nghệ thuật người ta vẽ tường á các bạn. Thì nhiều tác phẩm nghệ thuật ở trên tường này là những cái bức tranh mà minh họa khổng lồ miêu tả về văn hóa lịch sử của Malaysia. Và tùy theo mùa mà những cái bức tranh đó nó sẽ có những cái họa tiết khác nhau nha các bạn, không phải lúc nào cũng giống nhau nha. Tùy theo mùa nha, ví dụ như Tết thì nó là khác nữa nha các bạn. Đây là mơ đi ngày thường ha. Cũng có một vài người mà tham quan giống như mơ nè. Thực sự là trời nắng lắm luôn. Mơ đi mà dẫn theo hai bé rồi, mà trời thì tầm giờ chiều, 3 giờ chiều nhưng mà trời cũng còn nắng lắm. Cho nên ít người tham quan. Thì cái con sông này nó cũng gần với cái khu mà chợ đêm Melaka mà ở video trước mà Mơ review cho các bạn xem đó. Thì nó cũng gần. Khi mà mình đến Melaka là mình đi chơi đó các bạn. Thì mình sẽ đi vòng vòng và đi bộ thôi các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng từ chợ đêm rồi cho đến những cái con đường ở gần đó. Rồi nó gồm có đây, những cái bức tranh vẽ ở tường này các bạn. Nó nói về những cái văn hóa lịch sử của Malaysia ha. Miêu tả về văn hóa lịch sử của Malaysia. Những cái căn nhà phố cổ điển và nhiều bức thành tường canvas. Nó rất là đẹp luôn. Và ai mà đi đến cái Melaka này chơi thì người ta cũng đi đến những cái khu này để mà chụp hình nha các bạn. Chụp hình kỷ niệm, lưu niệm. Và cũng mơ thấy cũng có nhiều anh chị YouTuber rồi đến đây để mà tác nghiệp lắm luôn nè. Đây cũng là một cái lịch sử nào của Trung Quốc nè mà Mơ không có rành lắm. Mơ thấy cũng có rất là nhiều người chụp hình chung. Và đây Mơ cũng là một tấm. Mơ đi đến đây vào ngày thứ bảy chủ nhật. Tuy là khi Mơ đến là ngày thứ sáu và Mơ ở đến ngày thứ bảy và chủ nhật Mơ mới về. Và đương nhiên là tầm 4-5 giờ chiều thì bắt đầu nó mới hoạt động nhộn nhịp nha các bạn.
5 giờ 6 giờ chiều thì mới hoạt động nhộn nhịp, còn bây giờ thì trời còn nắng đó, cho nên cũng một vài người người ta đi dạo giống như mơ thôi. Đây là cái bức tường thành nha các bạn, và các bạn thấy nếu như bạn nào mà nhà ở miền Tây thì so với sông nước là thấy bình thường, nhưng nếu mà bạn ở thành phố mà khi mà đi dạo được một cái địa điểm mà nó có sông nước như vậy và nó rất là mát nữa thì rất là tuyệt đúng không? Và Malacca này là một cái địa điểm, một cái khu du lịch rất là nổi tiếng ở Malaysia. Và nếu như mà bạn nào mà đi đến đây thì đều biết và sẽ đi đến những cái con sông này. Thường con sông này nó sẽ có những cái chiếc tàu mà sẽ chở khách đi du lịch từ cái chở khách đi du lịch vào ban đêm nha các bạn, để các bạn tham quan cái phong cảnh của Malacca về đêm ha. Khi mà các bạn ngồi lên chiếc tàu mà đi trên con sông này á thì các bạn sẽ nghe được những cái tiếng nhạc du dương từ những cái quán bar rồi những cái đèn này kia người ta mở từ cái nhà hàng khách sạn vào ban đêm, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Vì mới đi vào tầm giờ này cho nên cũng rất là còn ít người, với lại mới đi ở phía sau nữa các bạn chứ không phải là phía trước. Cũng có một vài người thôi tại vì đây là phía sau nha, còn nếu như mà ở phía trước thì rất là đông nha các bạn. Nếu như mà các bạn đi chơi cùng bạn bè hay là người thân thì vào buổi tối các bạn cũng có thể đến những cái quán ở đây nè, những quán bar, những cái nhà hàng ngồi ở đây mà các bạn ăn ngắm sông, và có những cái con tàu người ta chở khách đi rất là đẹp luôn các bạn. Và giờ này thì không có tàu đi đâu. Đi mới đi bộ từ nãy giờ cho các bạn xem luôn á. Làm nó rất là dài luôn đúng không? Nó dài lắm luôn các bạn xem đây. Đây con sông nó rất là dài và cũng rộng đó, chứ không có nhỏ đâu. Mới quay thì nhìn thấy vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình thật sự mình trải nghiệm, mình đứng nhìn thì nó cũng rộng lắm á, nó không có nhỏ đâu các bạn. Vì đi tầm giờ này còn nắng cho nên chỉ là một vài người người ta đi dạo thôi. Ở đây cũng có người ta cũng bán đồ ăn vặt nè. Cũng có một vài người người ta đi dạo và người ta chụp hình ha, giống như mơ. Ở đây có một chú gấu thật là to.
và hai bé nhà mình cũng không bỏ qua cơ hội là chụp hình chung với chú gấu. Ở đây là khu du lịch, nhưng mà các bạn đến đây về vấn đề mà an ninh thì rất là an toàn nha các bạn. Và đi dạo một vòng thì đi dạo một hồi thì mơ cũng khát nước rồi, và mơ ghé vào đây để mà mua nước uống. Ở đây thì cũng bán có nhiều loại nước dừa, nước chanh gì đó, cái gì cũng có hết các bạn. Nói chung khu du lịch mà có thứ gì mà không có đâu. Mơ thì mơ uống cái loại này, nó có đá chút xíu, nó lạnh lạnh dễ uống. Mơ mua một loại là một cái trái dừa như vậy và một cái ly nước. Ly nước đá, ly nước dừa người ta pha với chanh. Đây đi một hồi thì cũng thấy được một cái con tàu nó chở khách đi nè các bạn. Nhưng mà cũng còn vắng, còn sớm. Và Mơ cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video clip của Mơ ngày hôm nay nha. Nếu như các bạn thích thì xin vui lòng hãy tặng cho Mơ một lượt thích cũng như là một lượt đăng ký kênh, và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những cái thông báo sớm nhất mỗi khi Mơ ra video mới nha. Mơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong video clip lần sau nhé. Bye bye.